Tôi giới thiệu các bạn về Tịnh Xá Ngọc Long. Tịnh Xá thuộc thôn Văn Hội, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định. Nằm trên quốc lộ 19C. Vào trong cổng Tịnh Xá, ta thấy bên phải là một ngôi tháp 9 tầng rất đẹp. Bên trái là điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Phía đằng sau là tổ đường. Đứng trên tầng cao tổ đường nhìn bao quát cảnh Tịnh Xá rất thích. Đây là hồ Cát Cảnh các bạn. Nơi tiếp khách. Đằng sau là nơi ở của quý thầy. Chính điện Tịnh Xá có cặp rồng rất đẹp các bạn.
Đây là nơi giảng đường Giác An của tỉnh xá. Nhìn xuống sân trước rất là đẹp. Nơi thờ cúng của tỉnh xá trang nghiêm và đẹp. Một tỉnh xá rất đẹp và tôi cũng rất thích nó.